tôi vẫn bảo luôn câu nói quốc không trượt phát nào, và quan trọng là quốc ai. À, quan trọng là quốc ai không trượt phát nào. 20 tháng 10 quý vị cho thấy tôi quốc như thế nào để gọi là không trượt phát nào. Tu của con á, thì mọi người á, là ai nấy đúng cũng được, sai cũng được, con không có, tại vì tu được á, là tốt đẹp cho con. Trí tuệ có thể giúp ta phân biệt rõ chân lý và sự vật, phân biệt rõ ta và người. Chính sự phân biệt đó dẫn dắt cuộc sống của chúng ta đi vào lầm lạc. Con người thường bị tình cảm trói buộc, mà tham lam chính là nguyên nhân khiến con người rời xa chân lý. Con đi tập học rèn luyện cái đạo đức sức khỏe, không phải là sư là thầy gì cả, của con cũng không phải là Nam Tông Bắc Tông, con cũng không phải là thuộc giáo hội gì, con là một người Việt Nam đi tập học, công dân đi tập học theo lời Phật dạy như thế, nhưng mà con là không có nhận tiền bạc của ai cả, bất kỳ qua hình thức nào cả. Con chỉ nhận cái đồ ăn phước thực buổi sớm, gặp hỏi cho ăn như thế ngày một bữa rồi thì con không nhận nữa. A Di Đà Phật. Người chống lưng cho sư Minh Tuệ tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Bởi vì sư Minh Tuệ là cái người hành theo cái pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà để hễ mà học trò Đức Phật chuẩn mực của Đức Phật Thích Ca thì cái chống lưng của ông ta chỉ có là giới đức và trí tuệ thôi. Và nó tới thời điểm hiện nay mình khẳng định rằng là ở cái sự chống lưng của ông sư này đó chính là giới đức và trí tuệ của Đức Phật. Trời ơi, thầy tu khổ hạnh 6 năm nay rồi, giờ cô về cô hỏi ai đứng sau thầy thì đó. Mọi người từ từ, mọi người chờ kết quả nha. Đang chép kinh mà cô nói con cũng phải hóng chuyện luôn đó trời. Cô ơi là cô á. Sau khi úp mở sẽ phân tích cái đúng, cái sai của ông Thích Minh Tuệ, nữ doanh nhân, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng lại bất ngờ quay xe, ẩn ý sẽ không đụng đến đối phương. Cụ thể, trong một đoạn clip, bà Phương Hằng than thở, trời ơi quý vị ơi, em nói thật nha, em hết sức rồi. Chẳng lẽ em vô cuộc vụ ông sư Minh Tuệ? Rồi quý vị ơi, em nói thật nha, em hết sức rồi, chẳng lẽ em vô cuộc cái vụ mà ông sư Minh Tuệ? Nhiều người cho rằng bà Hằng bỏ cuộc, không bàn luận về ông Minh Tuệ như đã nói trước đó. Chưa kể, trong thông báo mới nhất về buổi talk show sắp tới, bà Hằng cũng không đề cập đến vấn đề trên. Mà thay vào đó, bà chủ Đại Nam quyết định lựa chọn chủ đề thông cảm hay vô cảm nhằm chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về vai trò và cảm nhận của phụ nữ trong xã hội hiện đại, cùng suy ngẫm về những giá trị cốt lõi trong giao tiếp và ứng xử của con người, đặc biệt là đối với phái nữ. Nguyên văn bài thông báo trên trang chủ Đại Nam. Talk show thông cảm hay vô cảm, trò chuyện cùng CEO Nguyễn Phương Hằng. Nhân dịp chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam, CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ tổ chức một buổi talk show đặc biệt với chủ đề thông cảm hay vô cảm, chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về vai trò và cảm nhận của phụ nữ trong xã hội hiện đại, cùng suy ngẫm về những giá trị cốt lõi trong giao tiếp và ứng xử của con người, đặc biệt là đối với phái nữ, những người thường xuyên phải đối diện với áp lực vô hình từ gia đình. Trên cộng đồng mạng thì rất là quan tâm về vấn đề mà quốc không trừ phát nào, và nghĩ rằng là tôi đã đụng chạm với lại thầy Thích Minh Tuệ, đúng không? Như mọi người thấy thì rõ ràng hôm nay cô Hằng đã có một sự thay đổi rất là lớn. Cô đã dùng từ thầy Minh Tuệ thay vì dùng từ ông ấy hoặc là ông ta giống như hôm trước. Thì Nguyễn Phương Hằng tôi nói rõ, tôi vẫn bảo luôn câu nói quốc không trượt phát nào, là quan trọng là quốc ai. Quan trọng là quốc ai không trượt phát nào. Ở đây theo em hiểu là cô Phương Hằng đang cố gắng giải thích là đúng là cô nói là cô sẽ quất không chặt phát nào. Tuy nhiên thì ý của cô không phải dùng cái từ đó dành cho thầy Minh Tuệ. Nếu mà nói về một người nghèo thì tôi đã rất tôn trọng rồi, huống chi một người đi tu. Và họ không có đụng chạm gì tôi hết. Nước sông và nước giếng là hai thế giới khác nhau. Thầy là một người cao cả đi tu theo cái kiểu của thầy, còn tôi là đi tu theo trí tuệ. Còn thầy tu theo kiểu từ bi hỷ xả, bởi vì là thầy ăn cơm bá tánh, mặc đồ Như Lai, thậm chí là tất cả những gì làm thì tôi không có tư cách để bàn vô, bởi vì tôi là người đời. Thứ hai nữa là tôi nói rất rõ ràng, tôi bảo luôn cái câu quốc không trượt phát nào và quốc như thế nào. 20 tháng 10 quý vị sẽ thấy tôi quốc như thế nào, gọi là không trượt phát nào. Như vậy là cô Nguyễn Phương Hằng đã có một cái hẹn chính xác, đó là ngày 20 tháng 10 cô sẽ nói rõ về cái việc quất ai và quất như thế nào. Có lẽ là ngày hôm qua tới giờ thì em thấy là những người ủng hộ cô Phương Hằng đang rất là
vui mừng về những cái thông tin này và đang truyền tải, đang lan truyền những cái thông tin này rất là mạnh. Tuy nhiên là bản thân em cũng là một người yêu mến cô Hằng và em thấy rất là lo lắng cho cô, bởi vì cô mới đi ra, hiện tại thì cô cũng vẫn còn đang trong thời gian thử thách thôi. Và không biết là những cái thông tin mà cô nắm được từ cái đội ngũ hỗ trợ của cô có chính xác hay không, có đầy đủ hay không, nó có hợp lý hợp tình hay không. Trong trường hợp mà nếu nó không hợp lý hợp tình thì sẽ rất là khó cho cô và sẽ lại càng đưa cô vào một cái thế khó khác. Dư luận cộng đồng đang rất chi là nóng lòng chờ đợi cái ngày 20 tới đây, chị sướng tên một ai đó xoay quanh cái câu chuyện mà chị chia sẻ về thầy Thích Minh Tuệ. Chị nói là chị sẽ quất một ai đó, chứ không phải là thầy Thích Minh Tuệ. Và chị có đầy đủ bằng chứng. Và những người ủng hộ chị đang rất chi là hồ hởi chia sẻ thông tin này. Và cá nhân tôi mong chị thành công ở cái câu việc quất người ta ở cái ngày 20 tới đây. Thế nhưng mà ở cái chiều ngược lại, nếu như bằng chứng của chị mà không đủ thuyết phục với cơ quan pháp luật thì lúc đó chị sẽ gặp rắc rối. Vì đây là chị có chuẩn bị, có kế hoạch và đã lên lịch ngày nào để quất người ta, chứ không phải là vu vơ nữa, không phải là nằm mơ nữa, mà đây là có kế hoạch đoàn hoàng. Và cơ quan công an và an ninh mạng cũng đã nắm vững cái việc này và chờ đợi xem là ngày 20 tới đây chị nhắc tới ai, chị quất ai có đúng hay không. Nếu như không đúng, lập tức chị lên đường, tại vì bản thân chị là đang ở trong cái thời gian thử thách. Và dư luận cộng đồng đang có một cái thắc mắc là tại sao chị có những cái bằng chứng là nó đầy đủ, nó thiết thực thế mà chị không làm một cái lá đơn để chị tố cáo và kiện người ta. Như vậy nó sẽ là rất chi là tốt đẹp khi mà thành công rồi chị báo cho dư luận cộng đồng. Chứ còn chị lên đây chị thông báo cho dư luận cộng đồng làm cái gì? Chị là một cái CEO, là một cái người có tâm có tầm, là một cái bà chủ của Đại Nam, trong tay có cả mấy nghìn tỷ. Những cái chuyện như thế này có đáng hay không? Hay là vì những cái người yêu thương chị, thế nên là chị muốn lên đây, chị muốn gọi là chơi tất tay vì mọi người yêu thương mình, vì mọi người ủng hộ mình, thế nên là chị không ngại cái thiệt thòi của bản thân mình. Thế nên tôi thì có một cái cách nhìn nhận, chị đang được rất nhiều người ủng hộ, thế nên là chị đang cuốn vào một cái cuộc chơi. Và cái việc đấu tố này, việc quất này, nó cũng rất giống như ngày xưa. Chị không có làm đơn, chị không có âm thầm, mà chị cứ lên trên này, chị chia sẻ, chị bóc phốt người ta. Thế rồi cuối cùng nhà ta bùa vây, chị dính vào nào đi. Thế nên là những cái người ủng hộ chị, họ không hiểu, họ chỉ biết là chị là một người phụ nữ, là một người đàn bà thét, họ đâu có chịu cho chị. Chị phải hết sức tỉnh táo, họ chỉ tung hô vậy thôi, chứ còn đến lúc chị dính vào lao lý, họ có vào lao lý với chị hay không. Thế nên tôi mong chị hãy suy nghĩ lại cái việc này, vì chị là một CEO chứ không phải là một dân thường hay là một người tầm thường. Chúc tất cả các tình yêu sức khỏe. Nghe những chia sẻ vừa rồi của anh Hiền thì mọi người cũng thấy là thực tế là cô Nguyễn Phương Hằng đang phải đối mặt với rất nhiều những cái rủi ro. Mong là đội ngũ hỗ trợ cho cô sẽ thật là thận trọng trong những cái thông tin, và mong là cô sẽ có những cái phát ngôn thật là chuẩn mực trong ngày 20 tháng 10 này. Nhiều người á thì đó là quay xe, không quay xe thì tôi cũng kính thưa là từ xưa tới giờ tôi vẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Và tất cả nghiệp chúng tôi làm là bằng khả năng, bằng các chúng tôi có được. Chúng tôi đâu có đi quyên góp tiền của xã hội đâu mà quay xe hay không quay xe. Và thương tôi cảm ơn, và không thương tôi cũng cảm ơn, là bởi vì những gì tôi làm là lý tưởng của tôi. Đó, cho nên là mấy chị em hay là mấy anh em dùng từ quay xe hay không quay xe thì cái đó nó không phải đúng với con người của tôi.
Em là một người yêu mến cả thầy Minh Tuệ và yêu mến cả cô Phương Hằng. Và thật sự là em không mong muốn là có cái sự chia rẽ giữa fan người này hay fan người kia, mà em nghĩ rằng tất cả chúng ta chỉ có một cái fan duy nhất, đó là fan của những người yêu cái thiện, ghét cái ác, fan của những người luôn hướng thiện, và một cái fan còn lại đó là fan của những cái thế lực chống phá, những cái thế lực mà vẫn ngày đêm ngấm ngầm đang tìm những moi móc để tìm những cái sơ hở để chống phá nhà nước, chống phá nhân dân mình thôi. Hôm nay cô Nguyễn Phương Hằng đã có một sự thay đổi lớn, cô gọi là thầy Sư Minh Tuệ. Thay vì chủ nhật tuần trước cô phát ngôn cô gọi là ông Minh Tuệ. Cô nói rằng nước sông không phạm nước giếng, thì làm sao tôi phải động chạm tới thầy. Cô nói như thế này, thầy Minh Tuệ không có làm gì tôi cả, thì đương nhiên là tôi không có động chạm gì tới thầy. Thế nếu thế thì cũng đúng thôi. Và cô vẫn bảo lưu câu nói của mình, tôi vẫn bảo lưu câu nói của tôi, quất không trượt một phát nào. Và tới ngày 20 tháng 10 tôi sẽ quất cho mọi người nghe. Điều quan trọng là mình cũng vui khi cô nói như thế. Thôi thì cô quất ai cũng được, nhưng mà miễn sao rằng trước khi mình quất ai, mình phải có một cái bằng chứng cụ thể và xác thực nhất, để tránh sai lầm như lần trước khi mà mình quất người ta. Rõ ràng là đối với người nghe có thể là đúng, nhưng mà không có bằng chứng ra pháp luật là sai. Lúc đấy mình lại phạm tội tiếp nữa thì không hay cho cô. Tiếp theo, thầy Sư Minh Tuệ thì chắc chắn rằng là cũng không biết cô là ai đâu, và thầy cũng không muốn tất cả chúng ta phải nói đi nói lại nhiều. Nếu như là thầy Minh Tuệ, thầy sẽ nói rằng là chúc cô hạnh phúc nhỉ, hoan hỷ nhỉ, sức khỏe nhỉ, đó là như vậy. Và vẫn không thể phủ nhận rằng những điều cô làm từ thiện rất là lớn, không ai làm được việc đấy cả, đúng không cô? Chúc cô một sức khỏe tốt nhé. Ở cái vị sư này luôn luôn nói là con đi tập học, con tập học những cái điều mà Đức Phật dạy. Và vị sư luôn luôn có cái lời khuyên mọi người là gì? Là phải lấy giới đức ra làm thầy, phải lấy, xin cảm ơn bằng bạn Hoa, phải lấy giới đức và trí tuệ của Đức Phật ra làm thầy, và lấy cái giới đức đó làm cái hành trang để bảo vệ chính mình. Thì tới thời điểm hiện nay và luôn luôn là như vậy ở cái vị sư này. Vị sư này mình đã nói rằng gì? Ở cái yếu tố thứ 17 mình đã nói là vị sư này luôn luôn ở trạng thái trung lập, là tại vì ổng chẳng có một cái tư tưởng gì luôn. Ở vị sư này không có một cái tư tưởng gì mà gọi là tư tưởng của Sư Minh Tuệ hết. Ổng không có cái gì luôn. Ổng nói là những cái điều gì là những cái điều mà ổng trải nghiệm, và những cái điều gì mà ổng đã được Đức Phật dạy, Đức Phật nói, ổng dẫn lại, ổng nói thôi. Và luôn luôn cái mà điều mà người ta thấy nói về phía ổng là ổng chỉ nói là ổng là tập học, con người đi tập học. Thật sự là như vậy đó. Ông chỉ nói ông là đi tập học thôi. Thành là những cái gì mà ông nói ra thì hầu như là từ giới đức và trí tuệ của Đức Phật. Và tới thời điểm này, cái trang mà Kiwipedia, một trong những cái trang mạng uy tín của thế giới, đã chứng minh rằng đây là một cái người thứ hai thực hiện 13 cái hành đầu đà của Đức Phật. Và đây cũng là một trong những cái vị mà học trò chuẩn mực của Đức Phật Thích Ca. Mà để mà học trò Đức Phật, chuẩn mực của Đức Phật Thích Ca, thì cái chống lưng của ông ta chỉ có là giới đức và trí tuệ thôi. Và nó tới thời điểm hiện nay mình khẳng định rằng là ở cái sự chống lưng của ông sư này đó chính là giới đức và trí tuệ của Đức Phật. Đó, nói cho bạn, các bạn thấy vậy luôn. Ông đã vượt qua, gần như ông đang tập học để ông vượt qua khỏi tham sân si, để ông đạt được tới cái bi trí dũng. Vì chính cái bi trí dũng đó mới là cái chống lưng cho ông. Giới đức và trí tuệ, cái giới đức, cái giới luật của Đức Phật, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, và 250 giới mà ổng đang giữ nữa, thì đó là cái khiên để bảo vệ chính ổng. Thì cái đó chính là cái chống lưng cho ổng đó. Ngày hôm qua thì trên mạng đã lan truyền một đoạn ghi âm, một cuộc gọi của ai đó gọi điện với thầy Minh Tuệ. Và đây cũng là lần đầu tiên thầy Minh Tuệ nhắc tới công ty Thiên Định Tuệ mà anh Tuấn, anh trai của thầy, đang xây dựng ở Gia Lai. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc mà tu của con á, thì mọi người á, là ai nói đúng cũng được, sai cũng được, con không có, tại vì tu được á, là tốt đẹp cho con. Nếu mà có hữu duyên được con thì chia sẻ nó với mọi người, còn không á, tại vì con bây giờ tu hành rồi, con không có danh lợi, còn không vì danh lợi hay là để hơn thua. Đó là tôi là đúng, ông là tu là sai, con ông cần biết là đây là lại đi nói với các sư khác là tu đúng tu sai gì hết. Chỉ có mình
đặt niềm tin vào như thế đạo đức có phải lời này dạy của bậc đạo sư dạy hay không, rồi mình đi kiểm nghiệm lại. Con đi tu hành như thế này cũng không có lôi kéo, cũng không có đề tử, cũng không có xua đuổi ai cả, ai hưởng tin với con á, thì con chia sẻ nó với họ như thế. Còn mà nghe nói những cái chuyện mà công ty hay là lập mà kiểu anh Tuấn phát tâm mà có cái công ty thiên định tuệ gì đấy, là công ty đó mà làm không vì danh vì lợi hay vì du lịch hay là cái gì thì giúp đỡ cho con những người tu tới thì con ở thanh tịnh thì tới, còn bất tịnh hay là liên quan đến danh lợi tổ chức đảng phái hay tổ chức thì con không có đồng ý, không có hoan nghênh, họ có làm ra thì việc của họ, cho con cũng né tránh. Cô Nguyễn Phương Hằng, chủ khu du lịch công ty Đại Nam, thì cô cũng muốn lên tiếng. Cô nói là sẽ công bố cái tu của sư là đúng chỗ nào, sai chỗ nào, rồi có nhiều người ta cũng rất là quan tâm, rất có nhiều người họ cũng sân si, rồi có nhiều người thế nọ thế kia, thì con cũng muốn hỏi sư cái sự việc đó, cái nhân duyên gì, và xin sư có vài lời để khuyên mọi người hiểu đúng về cái Phật pháp á. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc mà tu của con á thì mọi người á là ai nói đúng cũng được, sai cũng được, con không có, tại vì tu được á là tốt đẹp cho con. Nếu mà có hữu duyên được con thì chia sẻ nó với mọi người, còn không á, tại vì con bây giờ tu hành rồi, con không có danh lợi, còn không vì danh lợi hay là để hơn thua, hay là tôi là đúng, ông là tu là sai, con không cần biết là đây là lại đi nói với các sư khác là tu đúng tu sai gì hết, chỉ có mình đặt niềm tin vào như thế đạo đức có phải lời này dạy của bậc đạo sư dạy hay không, rồi mình đi kiểm nghiệm lại. Con đi tu hành như thế này cũng không có lôi kéo, cũng không có đề tử, cũng không có xua đuổi ai cả, ai hưởng tin với con á, thì con chia sẻ nó với họ như thế. Còn mà nghe nói những cái chuyện mà công ty hay là lập mà kiểu anh Tuấn phát tâm mà có cái công ty thiên định tuệ gì đấy, là công ty đó mà làm không vì danh vì lợi hay vì du lịch hay là cái gì thì giúp đỡ cho con những người tu tới thì con ở thanh tịnh thì tới, còn bất tịnh hay là liên quan đến danh lợi tổ chức đảng phái hay tổ chức thì con không có đồng ý, không có hoan nghênh, họ có làm ra thì việc của họ, cho con cũng né tránh, đến những chỗ thanh tịnh thì con mới tu hành thôi. Tại vì hạnh đầu đà của con là con không còn cái gì ba y bát, còn cái việc nói đúng hay sai hay là họ nói pháp này đúng hay là pháp kia đúng thì tùy họ. Với lại họ là nếu mà đúng thì họ tự tu cho họ, chứ con tu theo hạnh đầu đà có đúng sai gì, con cũng được phước thì con cũng hưởng, hay là được nghiệp thì con cũng lãnh, và con cũng không có mong họ tốt đẹp với mình cả. Vừa rồi là đoạn ghi âm của cuộc gọi của ai đó với thầy Minh Tuệ, và hiện tại thì em cũng không có bình luận gì thêm với đoạn ghi âm này. Tuy nhiên thì những ai mà đã theo dõi thầy Minh Tuệ từ lâu rồi thì đều biết rằng cho dù có ai có mắng, có chửi, có đánh thầy hay là có ganh ghét, có làm cái gì thầy như thế nào thì đối với thầy cũng đều hoan hỉ hết à. Đối với thầy thì chỉ có sự hoan hỉ và sự bình đẳng thôi. Thầy luôn chúc cho tất cả mọi người được hạnh phúc. Có một bạn có nick đó là Hận Đời comment như thế này: nhiều người tôn ông Minh Tuệ là Phật sống, từ lúc ổng xuất hiện thì nước ta và thế giới xảy ra bao nhiêu chuyện thiên tai, lũ lụt, động đất, đau thương. Ổng có giúp gì được cho ai chưa, hay chỉ ích kỷ lo tu cho bản thân mình? Vậy Phật sống hiện ra để làm gì? Xin chào bạn, Phật sống thì cũng không ban phước hay giáng họa cho ai, và cũng không cứu được ai khi nghiệp đã trổ. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Người có phước ắt sẽ tự may mắn bình an, mà phước phải là do mình tự tạo ra. Đức Phật chỉ là bậc đạo sư chỉ đường cho ta, để ta có trí tuệ mà dần thoát khỏi vô minh, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Có bốn điều mà Phật không thể làm được. Thứ nhất là nhân quả của chúng sanh thì không thể thay đổi. Thứ hai là không có duyên thì không thể độ. Thứ ba là trí tuệ thì không thể cho đi. Thứ tư là diệu pháp thì không thể diễn tả được. Sư Minh Tuệ cũng tu theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, và khi thực hành giáo pháp của Đức Phật thì sư cảm thấy tâm mình bình an, vui vẻ. Thì sư chỉ cho chúng ta cùng tu như sư, chứ sư đâu có thể biến hóa thần thông để cứu khổ cứu nạn được. Làm như vậy là trái với nhân quả. Trong kinh Phật có một sự tích như thế này: một người phụ nữ có đứa con nhỏ bị chết, cô ôm đến nhờ Đức Phật cứu con mình. Đức Phật bảo cô hãy đi tìm hạt cải ở bất cứ ngôi nhà nào mà từ trước tới nay trong nhà đó không hề có người chết. Thế là cô đi tìm, nhưng không có nhà nào là không có người chết cả. Cuối cùng cô trở về tìm Đức Phật. Đức Phật bảo cô rằng trên đời này ai cũng phải chết, ngay cả Đức Như Lai cũng phải bỏ xác.
Đức Phật chỉ cứu được tâm con người, còn thân của con người thì phải theo quy luật của sinh lão bệnh tử. Nên dù cho bạn tu hành có đắc quả, đắc đạo, thành A-la-hán, thành Phật đi chăng nữa, thì bạn vẫn phải chết. Tại vì cái thân này là bạn vay mượn từ đất nước gió lửa mà hợp thành. Khi hết thọ mạng thì chúng ta nhất định phải chết thôi. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, ngài là giáo chủ của tỏi ta bà này, là thầy của trời và người mà cũng phải chết, nói chi là chúng sanh như chúng ta. Nếu những ai có trí sẽ nhận ra, sư giúp được rất nhiều đó bạn. Sư đã chỉ cho mọi người hiểu đúng hơn về giáo lý nhà Phật. Người đời thường khổ đau là do tham ái và dính mắc, tâm cứ mãi chất đầy tham sân si rồi bị che lấp đi lòng từ bi thánh thiện. Sư đã không còn dính mắc vào những chuyện vui buồn ở thế gian nữa. Sư học tập thấu hiểu tứ diệu đế và thực hành nghiêm mật bát chánh đạo trên nền tảng giới hạnh, nên đã có định và tuệ. Đấy chính là ánh sáng chiếu soi cho những người còn đang sống trong mê lầm được thức tỉnh. Nghiệp là do mỗi chúng ta gây ra thì phải chấp nhận. Các bạn thấy tại sao có những vùng bị lũ lụt, lốc xoáy, sóng thần, động đất thường xuyên, có chỗ thì vẫn bình an. Có nước thì thanh bình, giàu đẹp như cõi thần tiên. Có nước thì chiến tranh loạn lạc, cướp bóc gây bao cảnh đói khổ chết chóc như sống trong địa ngục. Do đâu mà ra? Sư Minh Tuệ xuất hiện để nhắc nhở chúng ta nên đi theo con đường tu hành chân chánh. Phải giữ giới hạnh thanh tịnh, ai cũng sống không tham sân si như Sư Minh Tuệ thì thế giới sẽ tốt đẹp và bình an biết bao. Tất cả vạn vật trên đời này như nhà cửa, xe cộ, vợ chồng con cái, cha mẹ anh chị em, vui buồn sướng khổ được mất sống chết, tất cả nó đều là vô thường, là khổ, là vô ngã, là duyên hợp, chỉ là giả tạm thôi. Tất cả rồi sẽ hoại diệt. Ngài xuất hiện như vậy vào thời mạt pháp này để cho ta thấy, ta biết, để ta tu theo Ngài. Dù ta có tu tại gia hay là xuất gia thì ta cũng phải giữ giới hạnh thanh tịnh, phải luôn thực hành bố thí, trì giới, tham thiền, nỗ lực tinh tấn tu hành, từ bỏ tham sân si, buông bỏ tất cả những cái thứ giả tạm ở trên thế gian này thì mới dần thoát khổ được. Đức Phật khuyên chúng ta nên buông bỏ cái giả để quay về cái chân thật của mình. Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết rằng tất cả những tiền tài, địa vị, vật chất trên thế gian này đều là giả tạm, đều tàn hoại, chỉ có một cái vĩnh viễn không bao giờ mất đi, đó chính là Phật tánh của chúng ta. Cho nên ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã là thái tử được chuẩn bị để lên làm vua của một đất nước rồi, sống trong nhung lụa giàu sang không thiếu một thứ gì, nhưng ngài vẫn thấy mình còn bị giới hạn, tâm ngài vẫn thấy khổ, thấy không an vui, nên ngài mới quyết định bỏ hết tất cả để đi tìm con đường giải thoát. Sư Minh Tuệ hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, tu theo 13 hạnh đầu đà, đi khất thực khắp nơi, dùng thân hành để nhắc nhở cho chúng ta thức tỉnh, quay về với đúng bản tâm, đánh thức Phật tánh của mọi người để chúng ta nhìn nhận cuộc sống này theo đúng bản chất thật của nó, chứ không dính mắc vào những cái giả tạm. Sư Minh Tuệ xuất hiện để trùng tuyên lại phần nào chánh pháp của Đức Phật Thích Ca đã ngày càng bị vùi lấp, ngày càng ít người biết đến. Ngài cho thấy thế nào là giới hạnh thật sự của người tu hành, chỉ cho chúng ta biết thế nào là khiêm hạ, là kham nhẫn mà nhiều người tu ở chùa bây giờ chưa chắc làm được. Ngài cho chúng ta thấy thế nào là ít muốn biết đủ, là thiểu dục tri túc, không lợi dưỡng quá mức để rồi tu tập thế nào mà tham sân si vẫn còn đầy. Vậy là ngài đã thực hành bố thí pháp, là cách bố thí cao thượng nhất trong ba cách bố thí là tài thí, pháp thí và vô ý thí đó bạn. Trên không gian mạng này thì mình cũng biết có một số vị vẫn đang âm thầm bố thí pháp, không cần phải lộ mặt, không cần danh tiếng, miễn sao truyền được chánh pháp và đã giúp được một số người hữu duyên quay đầu tu tập theo đúng chánh pháp. Đây là cách từ thiện bố thí cao thượng nhất trong các loại từ thiện, còn quý hơn cho ngàn vàng nữa đó bạn. Để tu hành đạt kết quả thì phải giữ giới hạnh. Người cư sĩ tại gia thì chỉ cần giữ năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối hay là nói lời đâm thọc, chia rẽ nhiều chuyện vô ích, và cuối cùng là không uống rượu bia và các chất kích thích làm lu mờ tâm trí. Còn đã xuất gia thì bắt buộc phải giữ nhiều giới hơn tùy theo hạnh nguyện và cấp độ. Để làm người có đạo đức thì cần phải giữ giới, phải có giới thì mới có định. Khi có định rồi thì mới có trí tuệ, thấy hiểu được chánh pháp. Khi chúng ta tu tập có trí tuệ, chúng ta sẽ hiểu được thân xác này rồi sẽ hoại. Tất cả mọi thứ xung quanh ta đều phải tuân theo quy luật thành trụ hoại diệt. Nên khi nạn đến, chúng ta sẽ vui vẻ chấp nhận mà không còn vô minh đổ thừa do cái này, cái nọ hay do ai đó gây ra cho chúng ta. Và chúng ta sẽ không còn than oán hay trách móc thần Phật Bồ Tát đâu, sao không xuất hiện để cứu chúng ta. Sư Minh Tuệ xuất hiện đã làm thức tỉnh bao con người quay đầu tu tập, có ý thức giữ giới hơn. Còn những vấn đề thiên tai, lũ lụt, lốc xoáy, sóng thần, tất cả là do nhân quả của mỗi chúng sinh đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta gieo nhân thì đến lúc phải trả quả. Cho nên có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Người tu tập đúng chánh pháp sẽ luôn cẩn thận kỹ lưỡng trong mọi hành động của mình để tránh tạo nhân xấu, tránh nói những lời làm tổn thương người khác, tránh làm những việc hại đến chúng sinh khác, thậm chí là không giết hại đến cả con kiến, con ruồi hay con muỗi. Con muỗi nó có cắn thì cũng lấy tay xua nó đi, chứ không nỡ đập. Vậy mới là hạnh Bồ Tát, mới là giữ giới. Bồ Tát theo ngữ đúng thật sự là những vị tu hành mà có tấm lòng từ bi kèm theo với trí tuệ, luôn giữ thân khẩu ý được trong sạch trên nền tảng giữ giới để định và tuệ ngày càng phát triển vững mạnh. Khi họ nói ra là những lời chánh ngữ, chánh tư duy, làm mọi việc trong sự chánh niệm với chánh kiến rõ ràng. Các vị hành theo duyên, thuận theo nhân quả vận hành, nên không có việc ai bị nạn mà cầu cứu, mà niệm danh hiệu liền hiển hiện để cứu vớt, đó là trái với quy luật của vũ trụ. Còn chúng sanh sợ quả là bình thường cứ sống cho thỏa thích với cái tâm tham của mình, rồi khi nạn đến thì mới cầu cứu kiểu nước tới chân mới nhảy, chứ không lo tu sửa từ đầu, cứ đặt điều nói xấu hãm hại người khác một cách vô minh, rồi đến khi nghiệp đã nặng, quả đã tới thì không ai cứu chúng ta nổi, lúc đó hối hận thì đã muộn màng. Cho nên chúng ta hãy quay đầu tu tập ngay từ bây giờ để tự chuyển nghiệp cho mình. Tích cực bố thí, trì giới, tham thiền thì mới mong có cơ hội vượt qua được đợt thanh lọc mạnh này.